Về vùng đổ ở tỉnh Cà Mau khiến dư luận địa phương này xôn xao trong những ngày vừa qua, theo một lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đâm Can cho biết, nguyên nhân vụ nổ có thể là do ba người cư bom. Một số người dân kể lại, ông Tê lặng mò được quả bom nên kéo về để gần nhà. Người này dự định cưa quả bom nhưng bị vợ và một số người dân ngăn cản. Sau đó, ông Tê đã thuê hai người khác cùng xóm kéo quả bom qua khu vực vắng người trên sông cửa lớn thuộc xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển để cưa bằng cưa máy. Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút sáng 17 tháng 1, người dân tại khu vực sông cửa lớn thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển nghe tiếng nổ lớn, liền tìm kiếm và phát hiện một vỏ lãi bị vỡ nát phần đuôi. Xung quanh hiện trường có nhiều bộ phận thi thể người dương giải. Các cây mắm gần hiện trường bị rụng trụi lá. Cách đó dài trăm mét, cửa kính của các nhà dân bị vỡ nát. Các nạn nhân được xác định là ông T 42 tuổi, ông N 33 tuổi và H 16 tuổi cùng ngụ khóm Sa Phô, nguyên 5 Căn, tỉnh Cà Mau. Sau khi tìm kiếm được một số bộ phận cơ thể tại nơi xảy ra tai nạn, gia đình đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.